Hầu hết mọi người đang làm nông nghiệp, đặc biệt là đang trồng những cây ăn trái, đang gặp phải những vấn đề. Thứ nhất là giá của nông sản thì lại rẻ này, rồi một số các thời điểm thì lại giá cao thì lại thường là mất mùa. Và đặc biệt là mọi người đang rất băn khoăn về vấn đề làm thế nào để cây của chúng tôi là có năng suất cao, rồi chất lượng lại tốt. Nhưng mà một điều là mọi người không hình dung ra rằng là không chuẩn bị cái lực lượng, không chuẩn bị cái dinh dưỡng để cho cây trồng từ thời điểm mà lúc cây sinh trưởng. Và chính yếu tố đó sẽ làm cho bà con đã mắc phải một sai lầm, đó chính là cây không đạt được cái năng suất cũng như là cái giá trị của chất lượng của nông sản. Ngày hôm nay sẽ chia sẻ cho mọi người được biết rằng là cái yếu tố quan trọng nhất trong cái quá trình mà quyết định cái chất lượng cũng như là sản lượng của nông sản, đó chính là cái nền đất. Một trong những yếu tố nền đất nó là dinh dưỡng, cho nên mọi người cứ hình dung là thời điểm mà bà con có thể là dùng những cái phân bón rất là cấp tốc nhưng mà cây nó không đạt được yêu cầu. Bởi vì hôm nay sĩ đang đứng ở khu vực này, mọi người có thể nhìn thấy xung quanh thì đây là một cái rừng cao su rất là rộng như thế này. Để mà có những cái cây phát triển khỏe, đặc biệt là những cây mà mang cái thời gian sản xuất cao, thì mọi người đã phải sử dụng những cái phân bón hữu cơ cũng như là đã có những cái nền tảng về cái dinh dưỡng ở gốc rất là lâu năm rồi. Thì chính yếu tố đó, nếu mọi người trồng, đặc biệt là chị đang chia sẻ bà con này, đối với là những người mà đang trồng những cây cam, cây vải, cây nhãn, thì một số người là hỏi vì sao hôm nay là bị làm thế nào để cho tẩy mực, tẩy tràm, mà mọi người là cứ sử dụng những phân bón hóa học. Thì phân bón thì nó cũng rất là tốt, thế nhưng mà mọi người lại hình dung là cái thời điểm mà cây quả của chúng ta đang phát triển, đang lớn thì mới bổ sung phân bón, mà quả nó cũng đạt được yêu cầu là về sinh khối là tốt rồi. Thế nhưng mà cái mã lúc đó thì chúng ta lại không thể là điều tiết được, bởi vì là chúng ta cần phải sử dụng những nền hữu cơ. Chúng ta sẽ hãy bổ sung làm sao để dùng những NPK nhưng ở dạng hữu cơ, ví dụ như là xác thực vật, động vật từ những cái phân xanh, hoặc là những phân bón như là phân gà, phân đậu tương, thì nó là một trong những cái chất NPK, nhưng nó từ nền hữu cơ, nó sẽ làm cho cây của chúng ta hấp thụ một cách hiệu quả hơn, và đặc biệt là không dư lượng cái nồng độ nitrate, thì nó sẽ làm cho cái mã của chúng ta sẽ đẹp hơn. Và có một cái yếu tố rất là quan trọng mà mọi người đang bỏ qua trong vài năm trở lại đây, đó chính là cái yếu tố khoáng và vi lượng. Và chị cũng làm rất là nhiều video trên cái kênh của sĩ này, là vì sao mà mình lại rất quan tâm đến cái yếu tố là vi lượng. Bởi vì cây của chúng ta là không chỉ đòi hỏi là chỉ có ăn lượng hóa học NPK đâu, mà nó đòi hỏi cả chung vi lượng, nó cũng giống như là cái cơ thể sống của chúng ta cũng thế. Một số người thì lại chỉ bảo là chỉ đủ ăn cơm, ăn chất đạm thôi. Nhưng mà nếu mà bây giờ chúng ta chỉ ăn chất đạm không ấy, thì thứ nhất là cũng có thể là bị được béo, cũng có thể là lo, thế nhưng mà nó sẽ không đủ chất để cho, thứ nhất là da rẻ nó đẹp này, thứ hai nữa là về những cái chức năng của cơ thể nó sẽ bị lệch, nó sẽ không cân đối, thì nó dẫn đến những cái hiện tượng bị hiện trạng thay đổi nhất định. Thì chính vì yếu tố đó là mọi người hãy bổ sung những cái dòng vi lượng trong gần như là điều tiết thường xuyên. Để làm gì? Để cho nó bổ sung được hàng ngày, bổ sung được thường xuyên, để cho cái tế bào của cây nó được khỏe hơn. Cũng giống như là vì sao mà cái gần đây nhất là đối với một số anh chị em hỏi rằng là cái cây mận nhà tôi, cái quả của nó rất là bị vàng, mà mọi người không hình dung ra rằng là mọi người vẫn cứ bổ sung những cái dòng hóa học rất là nhiều. Thế nhưng mà hỏi mọi người có dùng vi lượng không, rồi mọi người hỏi là vi lượng là gì, thì điều đó là một trong những cái yếu tố mà sự thấy rất là bất cập. Mà mọi người hãy quay về lại phải xem lại là mình hãy bổ sung hữu cơ có đủ. Trong 1-2 năm trở lại đây thì mình đã bổ sung hữu cơ nhiều hay chưa? Và cái vi lượng, rồi những cái cây của mình đã dùng quá nhiều cái dòng ức chế, thì nó sẽ dẫn cây của mình nó sẽ bị mất cân bằng về dinh dưỡng ở trong cây. Thì hoa nó vẫn ra, trái nó vẫn có, nhưng mà khi đến bây giờ thời điểm này là đang rụng sinh lý, thì gần như là cái cây nó lại bị chút, cái quả của nó bị vàng. Mà đặc biệt mọi người hãy để ý là đối với những cái quả mà mận mà bị vàng như vậy thì móc nó ra, nó sẽ bị hiện tượng nó là cái hạt của nó đang bị rỗng nước hoặc là bị đen hạt, mà nó không hình thành được cái hạt tốt hơn. Bởi vì cái quá trình mà cái lúc mà nó quá trình thụ phấn nó không hoàn thiện, thì nó dẫn đến cái hiện tượng đó là cái hạt của nó bị đen. Và chính vì yếu tố đó là cái sức đề kháng của cây nó chậm. Và một số bà con cứ để ý là đối với những cây nào mà càng khỏe, tỷ lệ cái bộ lá trên cây nó còn nhiều, hoặc là đối với những cái
cái bà con mà đang dùng cái phương pháp là phá lá. Thế nhưng mà trong cái quá trình ra hoa thì bộ lá nó gần như nó đủ rồi, thì nó cũng là một trong những quá trình nó tổng hợp những cái chất khoáng trong cái quá trình mà thời tiết về không gian để nó làm cho tổng hợp được diệp lục, nó hỗ trợ được cái quá trình mà trao đổi chất giữa bộ lá để cung cấp được lại cái chất diệp lục cũng như là cái thành phần vi chất để cho cái quả của mình nó được hoàn thiện hơn. Thì đó chính là lý do vì sao quá trình sinh khối cũng như là cái mã của trái của một số nhà nó lại xanh hơn rất là nhiều. Thì đó là những cái điều mà bà con cần phải lưu tâm đến trong quá trình mà chúng ta chăm sóc cây ăn trái. Một trong yếu tố mà mọi người vẫn hỏi là về mã, về mực đối với những cây mà cây vải hoặc cây nhãn, thì mọi người hãy lưu tâm đến cái quá trình mà chúng ta sử dụng quá nhiều, lạm dụng những cái dòng phân bón chứa hóa học cao hoặc là sử dụng những chất điều hòa sinh trưởng trong giai đoạn đó, chính là giai đoạn phát triển của trái. Sĩ cũng rất nói rất nhiều về vấn đề đó là cái quá trình sinh trưởng hoặc là chất kích thích sinh trưởng. Thế nhưng mà nó phải đúng thời điểm, bởi vì chất kích thích sinh trưởng là một trong những cái điều mà giúp cho cái quá trình sinh trưởng của cây mạnh hơn, nhanh hơn. Nhưng mà nó phải đúng thời điểm. Nghĩa là sao? Nghĩa là cái quá trình mà bây giờ mà chúng ta cần bổ sung là chúng ta phải bổ sung, chứ không thể là lạm dụng hoặc là chúng ta sử dụng chậm được. Vì sao một số anh chị em là đang phải mắc phải cái tình trạng là cây cam đang bị chín muộn ấy, là lý do là đang bị lạm dụng quá nhiều những cái chất điều hòa sinh trưởng. Cái chất đó để làm gì? Để làm cho quá trình của nó trẻ hóa, làm cho quá trình tăng sinh khối. Thì khi mà chúng ta, cái trái của chúng ta đã tăng trưởng khoảng 50% rồi, thì chúng ta lại bổ sung hơi quá liều, hoặc là chúng ta sử dụng những dòng hóa học nó quá cao, thì nó dư lượng của nó lại tồn dư trong cây, chưa được phân hủy hoặc là chưa giải phóng hết, thì nó dẫn đến cái tình trạng là tổng hợp cái ethylphenol nó sẽ chậm hơn, nó sẽ dẫn đến quá trình mà chín sẽ chậm hơn rất là nhiều. Thì đó chính là cái quá trình mà chúng ta phải kiểm soát trong thời gian phun, thời gian dùng cung cấp, để nó sẽ đáp ứng được cho đúng cái lợi ích mà cây của chúng ta cần. Nha mọi người lưu ý việc đó. Nhưng mà nếu với mọi người là muốn giữ trái, thì một trong những yếu tố là chúng ta muốn giữ trái thì chúng ta có thể sử dụng những chất điều hòa sinh trưởng một cách nhưng mà sĩ khuyên là một điều là hãy năng dùng nhưng mà dùng với liều lượng nhẹ hơn, thì nó sẽ kiểm soát được cái thành phần cũng như là cái giai đoạn. Bởi vì khi cây của chúng ta ở ngoài trời thì nó sẽ bị ảnh hưởng bởi yếu tố thời tiết rất là nhiều. Nếu mà chúng ta mà cần duy trì trái mà nó lại dẫn đến cái tình trạng mà mưa nhiều, thì nó sẽ làm cho trái của chúng ta sẽ dễ bị lẫu hơn. Thì cái điều đó là chúng ta phải căn cứ vào đối tượng cây này, rồi thời điểm dùng và cái liều dùng. Cảm ơn bà con đã theo dõi video của sĩ. Xin chúc bà con hãy sử dụng đúng thuốc, đúng thành thời điểm, và đặc biệt là tìm hiểu được đúng cái quy cách cũng như là liều lượng dùng để làm sao được đạt được cái năng suất tốt cao nhất. Nếu bà con nào chưa follow kênh của sĩ thì hãy follow kênh của sĩ. Xin chào và hẹn gặp lại bà con ở video tiếp theo. Xin chào.